Xin chào anh em, mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review, phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Thụy Sĩ như là Hublot, Rolex, Omega, Patek Philippe. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em 3 chiếc đồng hồ Hublot cũng như Rolex mình vừa mới về. Và 3 em này của mình sẽ đều với tình trạng lướt full set, đầy đủ full hộp, sổ thẻ, phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cả 3 chiếc đồng hồ. Đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về 3 chiếc đồng hồ ngày hôm nay anh em nhé. Sơ qua một chút thì ở đây mình sẽ có được một em Rolex thân vỏ vàng vàng nguyên khối toàn thân, sử dụng mặt trái tia xanh. Đây là một trong những thiết kế hiếm bậc nhất và anh em rất là khó kiếm ở trên thị trường. Tiếp theo nữa thì sẽ là một em Rolex Datejust đề mi vàng vàng. Đây cũng là một trong những phiên bản được anh em yêu thích bậc nhất ở trong những dòng máy Datejust 41. Cuối cùng thì sẽ là một em Hublot. Em này của mình sẽ là sự phối kết hợp của vàng King Gold cùng với cả chất liệu ceramic, một trong những phiên bản cực kỳ đẳng cấp đến từ thương hiệu Hublot. Và để bắt đầu video ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay và đánh giá cho anh em chiếc đồng hồ Rolex Datejust. Datejust luôn là một trong những phiên bản có doanh thu số lượng bán ra nhiều nhất trong tất cả những phiên bản đến từ thương hiệu Rolex, nhờ vào những thiết kế đẹp cùng với cả mẫu mã đa dạng. Ví dụ như một chiếc đồng hồ Rolex Datejust 41mm thì anh em sẽ có được những phiên bản như là niềng khía, như là niềng kim, như là niềng trơn. Dây thì sẽ có dây jubilee, dây tanh. Dial đồng hồ thì sẽ có mặt trải tia, mặt xà cơ. Và mặt trải tia thì cũng có rất là nhiều những loại mặt khác nhau, từ trải tia vàng cho đến trải tia sunburst, cho đến trải tia nâu, vân vân. Và phiên bản mình đang giới thiệu đến anh em là một trong những phiên bản được anh em rất là yêu thích trong những dòng máy Rolex Datejust 41mm với thiết kế đề mi vàng vàng, mặt trải tia vàng. Cọc số thì sẽ là đính kim cương rồi, nó sẽ tạo ra được sự sang trọng và đẳng cấp ở trên cổ tay của các anh em. Ở góc 12 giờ thì mình sẽ có được phần logo vương miện quyền uy như là thường lệ, còn ở phần dưới cùng góc 6 giờ sẽ là dòng chữ Swissmade với logo vương miện ở giữa dòng chữ Swissmade. Và với cái date được xuất ra khỏi store vào 2023 tháng 10 thì anh em sẽ có được bảo hành đến tháng 10 năm 2028 với chính sách bảo hành 5 năm đến từ thương hiệu Rolex. Bên mình thì cũng sẽ bảo hành shop cho anh em song song với thời gian bảo hành toàn cầu, hỗ trợ anh em lên đời, xuống đời, quay đầu, nhập lại. Nói chung là mọi chính sách tốt nhất để anh em có thể an tâm chơi cũng như là trải nghiệm. Em này của mình về tình trạng thì chẳng có gì để chê rồi. Niềng khía cực kỳ là bén, dây cũng bén y như vậy. Đây là một em còn nguyên zin anh em nhá. Tình trạng cực kỳ xuất sắc. Để có thể kiếm được một chiếc đồng hồ date cao nguyên zin như thế này trên thị trường thì không hề dễ một chút nào cả, nhất là đối với những thiết kế hot và hit như thế này. Ở đây thì mình sẽ có được phần thiết kế núm cổ chai góc 3 giờ, nó sẽ đảm bảo cho khả năng chịu nước lên đến 100m dành cho thiết kế đồng hồ. 3 kim giờ phút giây thì nó sẽ được làm bằng vàng cùng với cả những chân cọc để đính kim cương. Bộ máy phía bên trong thì sẽ là bộ máy 3235, thì đây là một bộ máy với 31 chân kính, 70 giờ chữ cót cùng với cả 28.800 tần số dao động. Dây Jubilee với 3 mắt chỉ được làm bằng vàng, còn 2 mắt bên cạnh sẽ được làm bằng thép không gỉ. Khóa thì sẽ là khóa Oyster anh em ạ. Khóa này thì sẽ có khả năng giãn nở ra vào, rất là ổn áp anh em nhé. Với thiết kế đồng hồ này, nếu như anh em lấy new tại hãng thì đây là một trong những phiên bản cực kỳ khó lấy rồi. Thậm chí mình có thể so luôn với những phiên bản đề mi vàng hồng như là tia nâu hay là trải tia sunburst, còn khó lấy hơn những phiên bản đó. Với chiếc đồng hồ này, kể cả khi anh em lấy được, anh em cũng phải bỏ ra với mức giá rất là cao, lên đến 500 triệu. Hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set chỉ loanh quanh 445 triệu mà thôi anh em nhé. Với phiên bản này thì anh em có thể đeo ở trong bất cứ những dịp nào trong cuộc sống của các anh em, từ đi dự tiệc, gặp đối tác, đeo trong hàng ngày hay là đi chơi đều rất là hợp lý. Đó chính là chiếc đồng hồ Rolex Datejust. Còn ở đây thì mình sẽ có được một em Hublot. Em này của mình sẽ sử dụng hai chất liệu cực kỳ cao cấp, đó chính là ceramic cùng với cả vàng King Gold. Ceramic thì là một trong những chất liệu rất là cứng, nó sẽ có khả năng chống xước cực kỳ là tốt. Nó sẽ chống xước tốt hơn vàng, nó sẽ chống xước tốt hơn thép và nó sẽ chống xước tốt hơn titanium. Ví dụ như với em này, anh em sẽ thấy được nó không có một tí xước gì luôn ở trên thân vỏ của chiếc đồng hồ. Với ceramic thì chỉ cần anh em không va đập mạnh thì nó cứ mãi đẹp như thuở ban đầu. Này, không một chút xước răm, nó chỉ hơi bẩn bẩn một tí thôi, anh em lau qua thì nó cũng hết do những cái vết vân tay. Đó, anh em sẽ thấy nó lại sáng bóng như ban đầu. Em này của mình thì sẽ có cái date được xuất ra khỏi store vào 2023 và anh chủ cũ của chiếc đồng hồ đã lấy trực tiếp tại store của hãng ở Việt Nam. Và sau khi mà chơi cũng như trải nghiệm một thời gian thì anh có đổi với bên mình một chiếc đồng hồ Rolex để lên đời.
Em này của mình thì còn có thêm phần niềng được làm bằng vàng King Gold. Đây là một trong những loại màng mang công nghệ chế tác độc quyền đến từ thương hiệu Havlat. Nó sẽ tạo ra được sự sáng đẹp, và vàng King Gold cũng là một trong những loại vàng Havlat chế tác ra để sử dụng riêng cho những thiết kế đồng hồ xa xỉ của mình. Thiết kế thì sẽ là 3 kim một lịch với phần lịch ở đặt cọc 3 giờ. Và em này của mình thì sẽ sử dụng mặt đen lì anh em nhé, thì nó sẽ không có những đường nét chảy tia. Kim cọc thì sẽ có được những góc vát khác nhau để tạo ra được sự phản sáng khi mà anh em nghiêng ở những góc độ khác nhau. Ở trên phần niềng thì mình sẽ có được 6 con vít. Đây, 6 con vít này thì nó sẽ có thể tháo mở ra vào cái phần niềng này, và 6 con vít này cũng có luôn hình chữ H là biểu tượng logo của hãng. Anh em sẽ thấy được ceramic chất liệu này nó cao cấp đến mức độ như thế nào. Ở đằng sau đáy thì mình sẽ có được một thiết kế đáy hở. Em này của mình sẽ sử dụng bộ máy HUB 1110, thì đây là một bộ máy được dựa trên nền tảng máy Sellita SW 300 gạch 1 với 25 chân kính, 42 giờ chữa cót và 28.800 tần số dao động. Bộ máy được hoàn thiện tốt với sự ổn định cao. Ở đây thì nó sẽ có được dòng chữ là Ceramic Gold thể hiện chất liệu thân vỏ. Dây thì sẽ là dây cao su màu đen rồi, loại dây này thì đeo cực kỳ là bền. Khóa thì sẽ là khóa đề mi vàng, nó sẽ là sự phối kết hợp giữa vàng King Gold cùng với cả thép không gỉ Stainless Steel được mạ PVD màu đen. Em này của mình tuy là size 42 mm nhưng cực kỳ dễ đeo anh em nhé. Anh em kể cả tay nhỏ hơn tay của mình anh em đeo vẫn được. Và với phần mặt kính sapphire nguyên khối chống xước được phủ thêm cả chống loá nữa nên anh em nhìn vào phía bên trong sẽ thấy nét căng. Với chiếc đồng hồ này, nếu như anh em lấy new tại hãng như anh khách của mình thì anh em sẽ bỏ ra với mức giá trên 300 triệu. Còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em với đầy đủ full hộp sổ thẻ phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Anh em có thể check chính hãng cũng như là check những thông tin thông số của chiếc đồng hồ này qua chính app mà do Hublot thiết kế ra. Chiếc này hiện tại mình đang giao lưu loanh quanh là 189 triệu. Cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một trong những thiết kế đồng hồ rất là đẳng cấp và cực kỳ hiếm ở trên thị trường đến từ thương hiệu Rolex. Một em Rolex Daydate vàng vàng 18K sử dụng mặt trải tia xanh. Rolex thì có rất là nhiều những loại mặt trải tia khác nhau nhưng màu mặt xanh lá luôn là một trong những thiết kế được các anh em cực kỳ yêu thích nhờ vào cái tính độc đáo và nhờ vào cái sự nổi bật của mặt trải tia xanh này. Kim cọc lên chiếc đồ này thì sẽ được làm bằng vàng và nó sẽ được đính thêm cả dạ quang giúp cho anh em có thể nhìn giờ kể cả trong điều kiện thiếu ánh sáng. Về phần tình trạng thì em này của mình chẳng có gì để chê rồi, anh em sẽ thấy phần niềng cực kỳ là bén, phần thân vỏ thì vẫn còn nguyên siêu. Anh chủ cũ của chiếc đồng hồ này chỉ cắt tủ thôi, anh ấy không đeo. Anh em có thể thấy được từng đường nét, từng góc cạnh về chiếc đồng hồ này. Ở đây thì mình sẽ có được 3 kim giờ phút giây cũng sẽ được làm bằng vàng và nó cũng sẽ được đính thêm cả dạ quang. Và như thường lệ với những thiết kế Daydate thì mình sẽ có được phần ô lịch góc 3 giờ. Còn phần ô thứ thì sẽ được đặt ở góc 12 giờ. Ở trên dial thì cũng sẽ có được đầy đủ những dòng chữ thông số như là logo của hãng như là Rolex này, Oyster Perpetual Daydate. Còn ở phần dưới góc 6 giờ sẽ là dòng chữ Superlative Chronometer Official Certified. Dưới cùng thì sẽ là dòng chữ Swiss Made. Còn ở vòng outer ring ngoài cùng thì mình sẽ có được các cọc vạch cùng với cả những cọc la mã chia dùng ở để chỉ phút. Bây giờ thì mình sẽ quay một chút để anh em có thể chiêm ngưỡng được cái mặt trải tia xanh này. Anh em có thể thấy được là với chiếc đồng hồ Rolex Datejust và với chiếc đồng hồ Havlat thì mình quay tương đối là nét. Còn với chiếc đồng hồ Rolex Datejust vàng đúc thì quay nó sẽ hơi sáng một chút. Lý do bởi vì thân vỏ vàng đúc mà ở trong những điều kiện ánh sáng kết hợp với phần niềng phản sáng cực kỳ là tốt thì nó sẽ cực kỳ nổi bật, đẳng cấp và có tạo ra được cái sự chú ý cũng rất là cao anh em nhé. Mặt kính làm nên chiếc đồng hồ như thường lệ sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối chống xước với phần góc 3 giờ sẽ là phần Cyclops dán đè lên trên phần mặt kính giúp phóng đại phần ô lịch lên rất là nhiều. Ở phần mặt kính thì mình còn có thêm phần logo được laser ở phía bên trong mặt kính như là những thiết kế đồng hồ khác. Datejust nó cũng có, mà Daytona cũng có, Celine cũng có luôn. Phần logo này thì tất nhiên anh em sẽ phải zoom rất là gần và anh em phải zoom ở một vị trí nhất định thì anh em mới có thể thấy được cái phần logo này. Ở vành phía bên trong thì mình sẽ có được những dòng chữ Rolex, Rolex, Rolex chạy phía bên trong cái vành. Với phần dưới góc 6 giờ sẽ là phần series của đồng hồ. Phần series này tất nhiên sẽ phải trùng với cả series ở trên thẻ bảo hành toàn cầu rồi. Và với cái date vào 2016 thì anh em cũng hết bảo hành toàn cầu rồi. Nhưng tất nhiên bên mình thì sẽ bảo hành shop cho anh em.
anh em hoàn toàn có thể yên tâm chơi cũng như là trải nghiệm. Và khi mà bên mình bảo hành thì bên mình còn hỗ trợ thêm anh em chính sách, đó chính là lên đời, xuống đời, quay đầu, nhập lại. Nói chung là mọi chính sách tốt nhất để anh em có thể an tâm chơi cũng như là trải nghiệm. Ở đằng sau đấy thì mình sẽ có được một thiết kế đáy kín, và em này của mình sẽ có được đầy đủ những chuyện chứng nhận hoàng đúc anh em nhé. Từ 750 này, đầu chó Bắc Na, cân tiểu ly, logo của hãng. Và ở đằng sau đấy thì ha cũng sẽ có được những danh khía để tăng thêm khả năng chống và chịu nước dành cho thiết kế đồng hồ này. Em này của mình sẽ chịu nước lên đến tận 100m. Và với khả năng chịu nước này thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm. Anh em hoàn toàn có thể yên tâm đi mưa, rửa tay nhẹ, nhưng tất nhiên là không tắm, không bơi trong điều kiện nước nóng cũng như là sông hơi. Dây thì còn gần như là mới nguyên này. Dây màu xanh đi cùng tông luôn với phần dial của chiếc đồng hồ. Khóa thì sẽ là khóa bấm chống gập dây. Bộ khóa này thì cũng cực kỳ đắt đỏ anh em nhé. Anh em bỏ ra vài chục triệu chứ chắc anh em đạt được bộ khóa này đâu. Cùng với đầy đủ những chuyện chứng nhận vàng đúc và sẽ được làm bằng vàng vàng. Bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử này. 36mm cực kỳ dễ trên tay. Với thiết kế đồng hồ này, hiện tại nếu như anh em lấy new tại hãng thì mình nghĩ là tương đối khó đấy. Phiên bản này thì không hề dễ lấy một chút nào cả. Và khả năng là hãng cũng không còn đâu. Hiện tại thì mình đang có sẵn một em chưa dùng vẫn còn nguyên siêu với mức giá 620 triệu. Thế anh em nào mà quan tâm về một trong ba thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận giao lưu đổi cáp tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới. Hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì, anh em có thể thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. Cảm ơn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.